thành lập từ năm 1996 với khát vọng nâng tầm thương hiệu cà phê Việt Nam trên bản đồ thế giới, thì tập đoàn Trung Nguyên Legend với sự dẫn dắt của Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ đã phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái cà phê khác biệt, đặc biệt duy nhất. Cho đến nay thì chúng tôi tự hào rằng đã có mặt trên 80 quốc gia trên toàn thế giới. Những cái thương hiệu như G7, Trung Nguyên Legend là một trong những thương hiệu được yêu thích mạnh mẽ và khẳng định được thương hiệu cà phê Việt Nam số 1 và giá trị của hạt cà phê Robusta Việt Nam ngon nhất thế giới. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và thương mại điện tử xuyên biên giới đang là xu hướng, thì tập đoàn Trung Nguyên Legend liên tục đẩy mạnh đưa các sản phẩm cà phê năng lượng xuất hiện rộng khắp các trang thương mại điện tử nổi tiếng hàng đầu và nổi bật với Amazon, nhà bán lẻ trực tuyến lớn trên thế giới. Amazon thực sự là một thị trường kinh doanh phát triển đầy tiềm năng và rất là quan trọng đối với doanh nghiệp Việt để làm sao chúng ta có thể xúc tiến xuất khẩu và cùng nhau quảng bá nâng cao vị thế thương hiệu Việt Nam trên toàn cầu. Hiện tại về vấn đề về hiểu biết và nhận thức thương mại điện tử tại Việt Nam còn rất là nhiều giới hạn. Ví dụ như rào cản về ngôn ngữ, văn hóa, bộ máy nhân sự chưa hoàn chỉnh. Cũng giống như là hiểu được tầm quan trọng trong việc xây dựng và phát triển kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới. Do đó thì đội ngũ Amazon Global Selling tại Việt Nam nhằm giúp và hỗ trợ doanh nghiệp cũng giống như là người bán Việt mở rộng được quy mô kinh doanh xuất khẩu thông qua nền tảng Amazon bằng những các hoạt động là liên tục mở các lớp đào tạo, huấn luyện để cho doanh nghiệp hiểu được những cái thủ tục, giấy tờ cũng giống như là quy định. Thì Trung Nguyên là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu đã và đang được sự hỗ trợ trực tiếp từ đội ngũ Amazon Global Selling. Có 3 yếu tố chính mà chúng tôi muốn doanh nghiệp nên xác định khi mà mang cái sản phẩm cũng giống như thương hiệu của mình ra toàn cầu. Đầu tiên là về việc doanh nghiệp nên xác định được cái kế hoạch kinh doanh cũng giống như là chiến lược marketing rõ ràng phù hợp. Ví dụ, việc lựa chọn sản phẩm, hoạch định số lượng, giá bán. Cái thứ hai là doanh nghiệp nên chuẩn bị một nhân sự chuyên trách để vận hành quản lý tài khoản trong suốt cái quá trình kinh doanh. Hơn hết nữa là chúng tôi khuyến khích doanh nghiệp nên chủ động liên tục trong việc cập nhật những cái quy định và chính sách thương mại điện tử tại Việt Nam và thế giới thông qua những cái lớp đào tạo và huấn luyện của Amazon Global Selling Việt Nam trực tiếp đứng ra tổ chức. Và điều cuối cùng cũng là điều mà chúng tôi muốn nhấn mạnh, đó là doanh nghiệp cũng giống như là người bán Việt nên xác định khi mà đi với lại Amazon là một lâu dài, dài hạn về việc xây dựng, phát triển, đầu tư trong các suốt cái quá trình kinh doanh của mình. Vì đây không chỉ là cơ hội để cho doanh nghiệp tiếp cận được khách hàng toàn cầu mà còn là cơ hội nâng tầm thương hiệu Việt ra toàn thế giới.